Ok thì tôi vừa làm một cái bản remix của một cái bài gì đó tôi không biết nữa. Bây giờ tôi sẽ cho mấy ông nghe. Mấy ông có thể nói cảm nhận của mình được không? Đấy thì đấy là cái bản remix tôi đã làm vào chiều nay, chán vai nên là làm cái này cho nó bớt chán. Ok, bye.